Đây luôn mọi người ơi, hết lên luôn rồi. Chào mọi người, chào cả nhà nha. Nay mình xuống đầu bằng bé nha. Hôm anh ông gọi mình qua có mấy cái máy mới đậu mọi người. Đây mình quay cho mọi người xem máy chạc nha. Sáng giờ mình qua trễ mọi người. Mấy đây công chị nhà mới qua chạc đứng mới rồi. Đây đang chuẩn bị châm dầu rồi để chặt hết dặm luôn nha mọi người. Anh chặt hết này luôn. Xem mà lát về xem tốc độ như thế nào mọi người. Nó mới đậu lại nha. Mấy chút sự cố mà châm dầu rồi châm nhớt lại mọi người. Cái mặt này bệnh này nhìn quay không có điều nở gì chứ. Chết rồi. Hôm giật mình quả luôn, uống được luôn á, cũng sốt quá. Để mình lội xuống quay không ạ. Mai chạy vô đi rồi. Đầu máy này sình không thấy rõ nhưng mà okay. Mà nó mới đậu lên nha mọi người. Chạy rất là ok, nó chạy rất ok nha. Để mình lâu mình quay cho mọi người xem. Này cái đầu hai máy nha mọi người. Cái đèn nghe tiếng bồ nghe nhà mắt ta lắm rồi. Thấy cái đầu máy là VIP rồi đó mọi người. Chưa VIP lắm đâu. Chưa VIP lắm đâu. Sáng giờ chạy mấy ba công nghe nè. Đó mệt rồi. Sáng mình đều bận bên kia mọi người. Quay bên kia. Đang giờ mới 20 công hay gì tao mới bận. Mệt đi lắm mà. Mình đang trên nào? Để máy lên cho mọi người nghe tiếng bơm nha. Sự cố nhẹ mọi người. Không có. Dính gì vậy? Dính tách hả? Xí ăn quá ăn. Nhà là mấy người. Bây giờ là ok rồi.
làm lại mọi người ơi, nay có một sự cố nhẹ nha, để đều lại nè. Dạ. Chưa được rồi. Trời ơi. Xích tích căng quá mà nó bị dính nha. Lại cái nó nè. Chặt miếng kia trước nha mọi người, thì mình sẽ lội ra theo mọi người để quay xem chặt như thế nào cho người xem nha. Miếng phía nhà xa xa lắm mọi người, miếng khô mọi người, bây giờ mình lội đắng. Dạ câu quá chạy không được, không đi đắt. Chạy xa liền hả chú? Hả? Chạy liền luôn hả? Chạy cái giống gì ạ? Hơn 8 hả?
chết rồi xả lợi á. Dạ. Không có mùi xa á. Nó trễ quá rồi xới trễ. Máy kia mọi người, mình mở cái xuồng qua sông, mắc nhà mình sông mình đó, quay cho mọi người xem. Bây giờ qua tới mọi người, mình mở cái xuồng biết cái lông mới có mọi người, cực quá, là máy gian đường nước mọi người, là cái quay mọi người xem rồi. Quá trời bự luôn người nước mà. Là gian theo chủ ruộng nha mọi người. Gian tầm thôi, như tầm 3.000 hay 6.000 gì đó mọi người. Quá trời bự luôn mọi người. Cái ruộng này trời bự quá. Từ đó nhảy mọi người, đó nhảy mọi người. Sạc cái chai bự mọi người ơi. Rồi tới sạc mọi người. Mưa nữa. Mấy cái chai ra nè mọi người. Bự lắm. Ta. Cái nó bò nhảy mà ta. Ôi chút xíu mọi người. Thì xa đấy bự quá trời bự luôn. Tôi lấy xíu mọi người nè. Chút xíu à. Xíu thôi thả đi nha mọi người, bắt thả bên kia nha cho con nước nó sống mọi người. Ôi con chê nè mọi người, hai con lắm mọi người. Này mọi người nè, bự mọi người này. Anh bắt mọi người xem xem dính ta mọi người. Đây cũng có mấy chạc nữa mà
Đây, cái mắt này của anh Thái mọi người. Chạy kia cái chơi nắp mọi người, nó nhỏ không ạ? Đúng rồi, chơi con nhiều. Không bự nữa nè. Chơi con không ạ? Này bắt nuôi được không mọi người? Này đắt nhà ở chỗ máy nha mọi người. Quay cái là bự nha. Vậy cái là bự luôn. Mọi người thấy không, chơi nè. Lớn mà lớn nè mọi người. Nó bự nha. Nhưng nó xíu. Chê mới đẻ mọi người. Rất là nhiều luôn nha. Thả lên ra ngoài mọi người. Cánh đồng này xả cho nè mọi người. Bắt về nuôi được. Dữ luôn rồi. Không bự luôn rồi. Đợi đó nha mọi người. Ôi đang có nó mọi người. Ôi đang có nó mọi người nè. Ủa chơi dữ lắm nhiều mọi người. Đó không coi đâu mọi người. Không bự mọi người. Đèn con này. Thả nó dưới có nước nè mọi người. Sống được không? Vui giống nhiều mọi người. Chị ổ mà. Cuốn bánh này. Tương bánh mọi người ơi. Học nhớ tương bánh này. Đầy khô mọi người ơi. Tuôn bánh mình chạy hỏi. Cho không được. Đây luôn mọi người ơi. Hết lên luôn rồi.
Nó xếp lên máy mọi người. Nó lầy nằm đây nữa giờ. Lên mọi người, lên mặt, lên mặt.